Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Sống Khỏe Sống Đẹp. Chương trình được sự tài trợ của nhãn hàng Awasilin của công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nói một chủ đề cũng rất là nhạy cảm trong cuộc sống, đó là hôi vùng nách. Thưa quý vị, tất cả nam nữ bắt đầu tuổi tuổi dậy thì hay bị cái bệnh này. Cái bệnh này nó phải gọi là bệnh bởi vì nó thường xuyên bị. Mà khi chúng ta bị cái điều này thì chúng ta khó có làm việc, quý vị, đi đâu chúng ta cũng cảm giác là thấy nó ngại ngại sao đó mà cũng không thể nói ra được. Có nhiều người giữ kín trong lòng mà càng giữ kín là không trị được. Và chủ đề ngày hôm nay sẽ là mùi hôi nách, hiểu đúng bệnh, chữa đúng cách. Ngay bây giờ thì quý vị có thể liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại 1900 1259 giờ hành chính nha, hoặc là số điện thoại 0896 509 509 để được tư vấn về sức khỏe bất kỳ lúc nào, ngay cả khi chương trình kết thúc quý vị nha. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trao đổi với các chuyên gia chương trình để tìm ra những cái cách nào đó để chúng ta có thể điều trị ngăn ngừa đúng cách và một cách hiệu quả nha quý vị. Chúng ta chào đón Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Hưng, bác sĩ cao cấp, thầy thuốc ưu tú, Tổng Thư ký Hội Da Liễu Việt Nam. Xin chào bác ạ. Xin chào bác sĩ Trần Thị Thanh Nho, bác sĩ chuyên khoa 2 da liễu Bệnh viện Đa khoa Trí Đức. Chào bác ạ. Và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng có mời nhân vật, đó là bạn Vân. Thì ngày hôm nay bạn cũng ở đây để cùng trao đổi chúng ta về cái căn bệnh này. Xin chào bạn Vân. Dạ, em chào anh ạ. Chào bác sĩ. Chào khán giả. Hôm nay thì em cũng đừng có ngại ngùng gì hết, bởi đây cũng là một căn bệnh nó phổ biến mà. Mình có thì mình trị thôi. Nếu mà chúng ta trị đúng cách á, thì sẽ có những cái hiệu quả nhất định của nó ha. Dạ. Hôm nay thì có Phó sư bác sĩ Hưng ở đây cũng cùng với bác sĩ Nho ở đây. Thì em muốn chia sẻ thì dừng cứ nói đi nha. Tôi cảm thấy không dễ chịu gì. Tôi gặp vấn đề này từ khi mà tôi mới dậy thì. Tôi nhớ là hồi cấp 3 khi mà dậy thì cơ thể của tôi thay đổi rất là nhiều, đặc biệt là tuyến mồ hôi, nhất ở vùng nách. Và một ngày tôi thậm chí tắm đến 3 đến 4 lần nhưng mà cũng không hết. Sau đó khoảng thời gian sinh con thì mùi cơ thể lại bị nặng lại. Tôi cảm thấy là rất mệt mỏi vì chăm con, hơn nữa lại còn bị cái mùi cơ thể nên tôi cảm thấy rất stress. Thưa bác sĩ Hưng và bác sĩ Nho, đây là một trong những cái căn bệnh mà có thể nói nó liên quan rất nhiều người, hình như đại đa số luôn á, mà ta rất là ngại nói cái việc này. Vậy thì ngày hôm nay các bác sĩ có thể cho chương trình được biết là cái cơ chế cái tuyến mồ hôi thế nào mới lại gây ra cái mùi hôi ở vùng nách như vậy ạ? Thứ nhất là cho nó biết tuyến mồ hôi là có hai loại tuyến. Một là tuyến eccrine, là một cái tuyến thông thường chúng ta thấy khi mỗi khi nóng hoặc là vận động nhiều thì mồ hôi tiết ra ở trán, ở bàn tay, ở người thân mình, đó tuyến chủ yếu tiết ra nước và một số muối khoáng. Tuyến này thì hầu như không gây mùi hôi trong bệnh hôi nách, mà có thể chỉ xuất hiện khi mà ăn một số chất như kali, một số chất nó làm cho nặng mùi chẳng hạn thì có mùi một chút thôi. Ví dụ như cay là có và, bị mùi không? Cay thì không, hoàn toàn không có chuyện đó. Ngược lại, một tuyến có liên quan đến bệnh hôi nách đó là tuyến apocrine. Apocrine thì chỉ hoạt động khi người ta bắt đầu tuổi dậy thì. Apocrine thì hay tập trung nhiều ở một số vùng, đó là chủ vùng nách, vùng bẹn sinh dục hậu môn, có thể vùng quanh hố mắt, quanh tai và ở cổng vú. Cho nên là khi xuất hiện mùi hôi nách chúng ta hay thấy xuất hiện vùng đó, chứ không phải đơn thuần chỉ có nách không. Apocrine là một cái tuyến nó có một cái liên quan quan trọng đến cái nội tiết tố của cơ thể con người. Một cái loại tuyến thứ ba nữa cũng có thể có trong cơ thể, đó là apoecrine, bao gồm cả tuyến apocrine và tuyến eccrine. Thì tuyến này nó nhỏ hơn tuyến apocrine và nó cũng gây cái hôi nách, và vị trí của cái tuyến này cũng ở cái vùng như là tuyến apocrine. Tại sao lại có mùi hôi nách? Thì đó là tuyến apocrine này tiết ra một số chất, đó là cholesterol, một số cái chất, cái axit béo, giờ cả hydrocarbon nữa. Ngay khi tiết ra thì không có mùi, nhưng mà do một số vi khuẩn nó phân hủy những cái chất mà tuyến apocrine này tiết ra, lúc đó mới sinh mùi. Theo những nghiên cứu của nhà khoa học thì nó có yếu tố di truyền rất là rõ. Thứ hai là nhiều nghiên cứu cho thấy rằng bệnh hôi nách là ở những người vừa có số lượng tuyến apocrine nhiều, vừa tăng tiết mồ hôi. Và một nghiên cứu cũng xác định một điều rất thú vị là những người mắc bệnh hôi nách thường hay có cái dây tai ướt. Cho nên là chúng ta cũng đấy là một cái thông tin để chúng ta tham khảo. Bây giờ thì em có thể chia sẻ bác sĩ Nho để tìm cách điều trị đi em.
Dạ thưa bác sĩ, tôi muốn hỏi là mùi hôi nách khi mà sinh hoạt bình thường hoặc là mặc chung quần áo thì có bị lây không ạ, thưa bác sĩ? Đây là một cái câu hỏi rất nhiều người quan tâm, bởi vì ai cũng nghĩ quan niệm rằng đây là cái bệnh nó có thể lây, không may mà mình lại mặc chung quần áo hay nằm cạnh không khéo lây thì chết. Thế nhưng thực ra chúng ta vừa nghe giáo sư Hưng vừa nói, tức là cái này nó là do nội tiết cơ mà, do một cái tuyến mồ hôi nội tiết nó tiết ra, và nó do cái vi khuẩn trực tiếp ở đấy nó phân hủy các cái tế bào mồ hôi ấy và nó tạo nên cái mùi đấy. Vì thế nếu như chúng ta mặc chung quần áo thì chúng ta cũng không gây ra cái tiết mồ hôi để mà chúng ta mắc bệnh như thế. Nên bạn yên tâm rằng dù các bạn kia mà có cùng bị hôi nách thì chúng ta nằm cạnh thì chúng ta cũng không do lây đâu, và đừng có kỳ thị người ta nhiều quá để làm người ta xấu hổ. Dạ, bởi vì nó nằm ở trong tuyến mồ hôi, trong cơ thể mà nội tiết đâu có thể lây được đâu. Yeah. Đâu phải mình ho mình hắt xì nó răng nó văng ra cái tuyến mồ hôi để đâu mà sợ. Thêm một cái câu hỏi nữa là các bác sĩ thường xuyên điều trị thì các bác sĩ thấy rằng là những cái sai lầm nào mà dễ mắc phải ở những cái người mà người ta điều trị mà hay dùng cái này dùng cái kia đó, người ta không dùng đúng cách đó, thưa bác sĩ ạ? Chúng tôi đã gặp rất nhiều bệnh nhân bị bệnh hôi nách. Thường họ hay sử dụng một số cái bài thuốc dân gian. Thì ví dụ như sử dụng một số cái loại cây cỏ chẳng hạn, như là lá trầu không tắm hay một số loại cây lá cỏ trầu, khác để tắm, và phèn, chanh, chua, rồi chanh. Thì thông thường những cái phương pháp đó điều trị thì cũng có thể có hiệu quả, nhưng mà nó không được nhiều. Thứ hai là nó chưa được kiểm chứng của các nhà khoa học, cho nên chúng ta cũng không khẳng định nó như vậy. Thứ hai là họ có thể mua ở bất kỳ nơi nào có những cái sản phẩm chữa bệnh hôi nách được quảng cáo rồi được đăng trên mạng chẳng hạn, ở các sạp mỹ phẩm, thậm chí mỹ phẩm ở vỉa hè chẳng hạn. Thì những cái đó thì sử dụng rất là thông thường. Nhưng tuy nhiên, những sản phẩm này nếu như không cẩn thận thì có thể gây một cái số phản ứng. Ví dụ như là bị viêm da chẳng hạn, chúng tôi đã gặp một số trường hợp bệnh viêm da, thậm chí viêm nang lông thành một cái nhọt ở vùng nách chẳng hạn. Không những thế thì dần dần nếu không tốt thì nó gây một cái thâm vùng nách. Chúng tôi gặp khá nhiều trường hợp sau khi bị viêm đi viêm lại bị thâm vùng nách. Và nhiều khi một số sản phẩm sử dụng cồn gây một kích ứng, hoặc là những sản phẩm có mùi, thì giữa mùi hôi nách cộng cái mùi mỹ phẩm kia thì nó lại càng làm càng kinh khủng dữ dội hơn nữa. Linh cũng đã gặp rất là nhiều người khi mà ta sử dụng không có đúng cách á, dù ta xịt một cái mùi dầu thơm nào đó hay là một cái mùi nào đó mà người ta phá đi cái mùi hôi đó, thì hai cái mùi nó cộng lại nó còn nhân lũy tuyến lên cái mùi nó lạ mà nó còn vô cùng khó chịu nữa. Đúng rồi. Thế chính vì vậy cho nên nếu không sử dụng cẩn thận thì gây một số bệnh lý tại chỗ. Hơn nữa là tiếng hôi gây mấy cái phản ứng, nó có thể gây ố vàng quần áo cũng bị nhiễm cái mùi hôi đó, và tẩy rửa giặt đi nhiều khi cũng không hết được. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết cụ thể hơn, nếu như chúng ta sử dụng không đúng cách, dùng những sản phẩm mà nó không chất lượng á, thì nó sẽ ảnh hưởng và gây ra hậu quả nghiêm trọng thế nào đối với cơ thể cũng như là quá trình điều trị về hôi cái vùng nách này? Thực ra thì gây những phản ứng nghiêm trọng cho sức khỏe thì không có, nhưng làm cho người ta cảm thấy giảm chất lượng cuộc sống, người ta rất là tự ti khi mà ra ngoài tiếp xúc với xã hội và cảm thấy những người khác e ngại khi tiếp xúc với người khác. Tuy nhiên chúng tôi nhấn mạnh lại nữa, nếu không cẩn thận thì có thể gây viêm da, gây viêm nang lông thay nhọt ổ gà chẳng hạn, và gây thâm vùng nách, chữa rất lâu khỏi. Khi mà nó thâm vùng nách thì rất là khó chữa trị, rất khó, và nó mất thẩm mỹ nữa. Như với những cái người mà mặc quần áo thời trang mà nó đúng rồi, là hiện đại giờ nó hay hở ra đó, đúng rồi, rất là khó ha. Vậy thì các bác sĩ cho chúng tôi biết được là nếu như để điều trị hiệu quả và ngăn ngừa một cách hiệu quả đó thì chúng ta sẽ có những cách như thế nào ạ? Vâng, về điều trị cái bệnh hôi nách này thì có rất nhiều phương pháp điều trị. Có thể sử dụng sản phẩm làm giảm tiết mồ hôi, ví dụ như dùng cái bột nhôm chẳng hạn, bôi làm ức chế tiết mồ hôi và để ngăn chặn mồ hôi tiết ra. Cái thứ hai, có thể sử dụng một số sản phẩm trong đó có một cái số chất diệt khuẩn cũng có tác dụng điều trị tốt cái này, nhưng mà hiệu quả cũng không được cao lắm. Thứ ba là có thể sử dụng những cái phương pháp, ví dụ như tiêm Botox chẳng hạn, cũng là có hiệu quả trong cái điều trị cái bệnh hôi nách. Hoặc là sử dụng những phương pháp triệt lông cũng hạn chế được. Tuy nhiên, ngược lại một số nghiên cứu là thấy rằng điều trị laser triệt lông nhiều khi là làm cho bệnh hôi nách nặng lên. Và thậm chí nếu như dùng tất cả phương pháp đó không có hiệu quả thì người ta sẽ phải phẫu thuật. Có hai phương pháp. Một là dùng curette thiền não để nạo cái tuyến mồ hôi apocrine ở nách. Những phương pháp hiện nay sử dụng nhiều hơn là phẫu thuật những cái tuyến mồ hôi ở vùng trung bì sâu và vùng lớp mỡ nông ở vùng hạ bì. Thì đấy là do cái tuyến apocrine nó nằm ở vị trí đó.
khi chúng ta phẫu thuật cắt với cái vị trí đó đi thì sẽ loại hoàn toàn cái tuyến apocrine. Như vậy sẽ điều trị được bệnh hôi nách tương đối tốt. Nhưng thưa bác sĩ Nho, nếu mà nó điều trị như thế thì nó có ảnh hưởng về sức khỏe hay không ạ? Như chúng ta đã biết, tất cả những cái gì mà đã can thiệp vào bên trong thì đều là không tốt cả. Bởi vì tất cả những cái gì để cho nó tự nhiên thì nó vẫn cứ là tốt hơn. Bởi vì chúng ta cũng chưa biết được, có những người tôi đã gặp, tức là khi mà can thiệp để cắt cái tuyến hạch giao cảm đấy, thế thì bệnh nhân bắt đầu, ví dụ có bệnh nhân ở Nga về, chỉ có mỗi cái nhiệm vụ đến về để cắt xong rồi đi thôi. Cắt xong cái ra sân bay, bắt đầu là cái chỗ này bục, bắt đầu là lại bị cái này lại quay lại. Bởi vì là xong cái thì bảo đi luôn mà, nghĩ rằng là mình chỉ làm một cái tiểu phẫu nhỏ thôi, có làm gì đâu. Thì sau đấy thì lại bắt đầu một cái nhiễm trùng ở đấy, và chúng tôi lại phải lo cái đấy. Bởi vì là ở các cái cơ sở thẩm mỹ thì cái lúc trước đây chúng ta chưa tìm được những cái sản phẩm thật chuẩn, thì đấy là một cái phương pháp tối ưu. Và người ta chỉ nghĩ đến là biết như thế thôi. Bởi vì trước đấy người ta đã lăn mãi rồi, dùng mãi các cái mùi kia để át rồi, chẳng ăn thua gì. Có những bệnh nhân sau đấy một thời gian thì bệnh nhân nói rằng là lúc đầu thì có hiệu quả nhưng sau vẫn bị lại. Rất là đấy, ngại. Thành ra là người ta vẫn chưa thể nào mà người ta tìm được những cái như vậy là cái cuối được. Cùng á, thì chúng ta mới đến phẫu thuật thôi. Còn nếu đúng như rồi. Có điều trị được những cái sản phẩm nào tốt thì ta vẫn điều trị không thôi. Không can thiệp, vẫn còn, là tốt nhất. À, thật sự mà khi bệnh này thì chúng ta rất ngại đúng không ạ? Vâng. Vâng, thấy ngại không? À, bạn điều trị cũng khó lắm á, đừng có để phẫu thuật. Có rất nhiều sản phẩm, một chút xíu đây chúng tôi sẽ mở ra cho các bạn thấy rằng có nhiều sản phẩm trị là không cần phải phẫu thuật. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với những hình ảnh của tiểu phẩm chương trình. Cái gì mà ra đường nó nóng ơi là nóng vậy? Ủa, bà về rồi hả? Sao bà không nói con lấy cái ly nước cam con mới dắt cho bà uống kìa, uống nước lọc chi cho cực vậy? Con là ai? Con là cái oxin trong nhà này, gọi gì có đó. Phải rồi, mấy người đó mấy người là oxin, gọi gì là có đó, mấy người phục vụ. Mà tôi vô đây ha, tôi gọi mấy tiếng là cũng không có ai trả lời. Rủi mà có mà ăn kẻ gian nó vô đây, nó rinh hết đồ thì mấy người cũng biết. Đi đâu? Bà đừng có la con mà, con mới chạy vô phòng tắm có chút xíu thôi. Tắm gì mà sáng trưa chiều tối luôn hả? Hở rảnh là tắm, hở rảnh là đi tắm là sao? Con tắm nè, để cho con nó sạch sẽ thơm tho. Sạch sẽ thơm tho? Dạ đúng rồi. Sao tắm nhiều hả mà tôi không thấy thơm? Mà thấy có mùi gì ngộ ngộ. Bà chủ vẫn nghe ra mùi hả? Trời ơi, thì ra con bị hôi nách hả? Mà chủ đừng nói vậy, con tuổi thân lắm á. Bởi vậy mà chủ biết không, mấy ngày nay á, mỗi lần mà con tranh thủ không có ai ở nhà nha, con làm việc lẹ, cái xong rồi con đi tắm. Chứ không thôi mà bà chủ đứng cạnh con lúc mà con đổ mồ hôi, con sợ bà chủ xỉu luôn á. Biết rồi, không có ai muốn vậy, như tại cái mùi trong cơ thể mình ra vậy. Ê, nhưng mà con đừng có lo, giờ thiếu gì cách. Trời ơi, cô Tuyền con nó cũng bị, lúc trước cũng bị. Rồi dạ. Nó coi trên mạng rồi đó. Trời ơi, nó có đủ mùi xịt lắm. Mùi lavender nè, mùi hoa hồng, hoa huệ, hoa la gì đó. Mình thích mùi nào thì mình xịt cái mùi đó. Con mua về con xịt rồi, nhưng mà nó không có ăn thua. Không có hết mùi. Ê, nếu mà hiện đại rồi thì xài dân gian đi. Không có hiệu quả luôn bà chủ ơi. Con nói bà chủ nghe nha, mấy cái biện pháp dân gian ai chỉ con cái gì, bí quyết bí truyền gì con lấy con xài hết. Rồi mấy cái lăn khử mùi nữa, con cũng xài luôn. Vậy mà không hiểu tại sao nha, con cảm giác giống như là cái mùi thơm nó hòa quyện với cái mùi của con á. Cái tự nhiên nó còn thấy ghê hơn nữa, nó không vậy hết hả? Được. Dạ. Trời ơi, hiện đại cũng được, dân gian cũng được. Thôi ha, thôi. Chúc bạn ha, chúc bạn sống chung với nó luôn đi ha. Trời ơi. Như vậy là chúng ta vừa xem cái thực phẩm xong thì thấy rằng là trong thực phẩm là nhân vật sử dụng hương thơm để có thể làm khỏa lấp đi cái hương tự nhiên trong cơ thể, nhưng mà thấy nó không hiệu quả. Như nãy chúng ta cũng đã nói rồi, có thể dùng dầu thơm gì đó nhưng không hiệu quả. Vậy thì bác sĩ có thể cho tôi biết được tại sao lại là không hiệu quả? Thực ra phương pháp là phương pháp có tính chất tình huống, nhưng mà ngược lại nhiều khi nó là gây phản ứng ngược lại. Về cái hai cái mùi trộn vào nhau thì lại có khi đáng ngại hơn. Do cái hương thơm đó không có tác dụng điều trị cái bệnh hôi nách này. Cho nên chúng ta phải sử dụng những phương pháp khác để có tác dụng vừa điều trị bệnh một cách hiệu quả, vừa hạn chế những tác dụng phụ của những sản phẩm gây nên. Nhưng mà thưa bác sĩ Nho, nếu như chúng ta sử dụng hương thơm đó thì liệu nó có ảnh hưởng gì đến cơ thể chúng ta hay không nữa? Chúng ta sử dụng hương thơm ấy, thứ nhất là nếu như chúng ta bôi vào những cái chất mà nó lại không có cái tác dụng để cho nó giảm bớt cái tiết mồ hôi đi, những cái sản phẩm đấy nó lại có những cái chất cồn
sau khi mà chúng ta cho vào thì chúng ta tưởng rằng cái cồn nó bay hơi, nó át cái mùi của cái cơ thể đi, nhưng thực tế nó lại không như thế. Cồn bay hơi bốc hơi đi làm cho cái da ở vùng nách rất là khô, và khô lâu thì nó lại bật thâm viêm da, đồng thời nó tác dụng với lại cái mùi khô nách bản thân mình đã có, nó tạo thành một cái mùi rất khó chịu mà những người xung quanh người ta khi gặp người ta sẽ không thể nào chịu được. Nãy giờ anh nói là rất nhiều người đã bị hôi vùng nách, người ta sử dụng phèn chua nè, những cái phương pháp dân gian truyền thống đó, phèn chua rồi á, là chanh nè, thậm chí người sử dụng giấm, rồi nhiều người sử dụng rất là nhiều cái loại thảo dược nữa nhưng không hiệu quả. Em có sử dụng những loại đó chưa? Dạ rồi, em đã từng thử và sử phèn dụng. Phèn chua sử dụng chưa? Dạ, em sử dụng rồi. Giấm ạ. Chưa? Rồi ạ. Chanh? Rồi ạ. Có hiệu quả không? Dạ có hiệu quả nhưng mà không ăn thua ạ. Chỉ một thời gian ngắn thôi nhưng mà sau nó lại vẫn lại bị lại. Rồi em có mua những cái sản phẩm trên thị trường em sử dụng không? Dạ sau đó thì em chia sẻ và tâm sự với một người bạn. Thì có được một người bạn giới thiệu đến cái sản phẩm Aquacilin, được chiết xuất từ tự nhiên, sản phẩm không mùi, đến từ châu Âu. Và em đã dùng thử thì mới lần đầu dùng thì thấy hiệu quả ngay rất là rõ rệt. Sản phẩm Aquacilin thì bạn bè anh cũng sử dụng rất là nhiều cái sản phẩm này và cũng rất là hiệu quả. Aquacilin hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Với nhiều thành phần có nguồn gốc tự nhiên, các nhà khoa học châu Âu đã cho ra đời bộ sản phẩm làn nách không mùi, giúp giảm tiết mồ hôi và khử mồ hôi nách. Aquacilin gồm 3 sản phẩm dùng cho người bị hôi nách và ra mồ hôi nách từ ít đến nhiều. Hiệu quả nhận thấy ngay từ lần đầu sử dụng kéo dài đến vài ngày, kể cả khi không hài lòng với lá khử mùi thông thường khác, mang lại sự tự tin thông loạn ố vàng nách áo, thâm nách. Aquacilin, chuyên gia giảm tiết mồ hôi và khử mồ hôi vùng nách đến từ châu Âu. Aquacilin, giảm mồ hôi, khử mùi hôi. Cùng với thời gian, sự suy giảm nội tiết estrogen và quá trình lão hóa luôn là kẻ thù của phụ nữ. Thực phẩm chức năng Kiều Xuân chứa estrogen 100 giúp bổ sung tiền nội tiết tố nữ, kết hợp với các chất chống oxy hóa từ tự nhiên, giúp chị em phụ nữ chống lão hóa và làm chậm quá trình tảo dục nữ, hỗ trợ làm trắng da, giảm vết nám da, sạm da, tàn da. Kiều Xuân giúp phụ nữ trẻ đẹp hơn, khỏe mạnh hơn và hấp dẫn hơn. Sản phẩm không phải là thuốc, không dùng thay thế thuốc chữa bệnh. Trời ơi, đúng là người ăn không hết, kẻ lần không ra. Đồ ăn quá trời quá đất nè. Thôi dọn gọn gàng cho bà chữ với cơ chữ về sạch sẽ thơm tho. Tháo thơm dữ vậy ta. Hồi trước nhớ hả, cô Tuyền cũng bị nói là ra mùi mồ hôi nách khó chịu, mà sao cái áo cô thơm lừng luôn à. Không biết có bí quyết gì không nữa, hèn chi dạo này thấy cô tươi mân mẫn hết buồn rồi. Xíu này về thì hỏi cô mới được. Ý gì đây? Có phải bí quyết của cô không ta? Từ phải sợ bác Google hỏi coi mới được. Ok. Ồ, cái này là lăn nách nè. Lăn nách không mùi đến từ châu Âu, ngăn mồ hôi, khử mùi mồ hôi. Qua wow, hay dữ ta. Trời ơi, hàng xịn nè. Trời ơi, thích quá à. Được đó, được đó. Để coi. Thấy có đường dây tư vấn nữa nè. Để gọi thử coi. Ây dồi, cái gì? Trời, cô, em hết hồn hả? Sao nào dọn dẹp đi, trời đi gặp cô giật bắn người như đạp đi điện vậy? Dạ, em dọn gọn rồi nè. Nhưng mà tại vì em thấy có hai cái này không phải lăn nách không cô? Thì nó là lăn nách đó. Vậy hả cô? Vậy là cô xài cái này mà cô đỡ được cái mùi mồ hôi rồi cái... Đỡ gì? Hết luôn rồi. Trời ơi, thiệt luôn á, em không có ngửi thấy mùi gì hết trơn á. Thích quá. Ủa cô, vậy cái này tính ra là xuất vô chắc nó thơm lắm hả? Đâu có nghe mùi gì đâu. Ủa, không có mùi hả cô? Cái này là không có mùi nha. Dạ. Không mùi, được nhập khẩu từ châu Âu hôm nay đó. Dạ. Nó không phải như những cái loại khác em biết không? Những loại khác thì là nó sẽ làm giảm cái mùi của mình xuống. Dạ. Bởi vì nó bị lấn át từ những cái mùi khác qua, hiểu dạ. không? Những cái chai khác nó sẽ là những cái chai dường như là mùi hoa nè, dạ. mùi cây cỏ, dạ. nhưng mà cái này không mùi luôn, nhưng mà nó vẫn làm tan biến hết cái mùi kia. Vậy là mình vẫn tự tin được đúng không cô? Đúng rồi. Trời ơi, em mừng quá à, giờ cái dịch cái hũ này của cô. Cô có gì á, cô cho em lọ em xài thử được không? Thì mua hai cái là để cho em một cái đó. Thiệt á cô, trời ơi cô số 1, em cảm ơn cô nhiều nha. Xíu nữa em sẽ gọi lên hotline hỏi
hỏi kỹ hơn về cách sử dụng. Rồi coi có ai bị giống như mình thì giới thiệu cho anh ta xài. Dạ, cảm ơn cô. Đó, trong tiểu phẩm thì nhân vật sử dụng cái sản phẩm Oxylin đến từ châu Âu đó. Vậy thì thưa bác Nho, bác là một trong những người điều trị rất là nhiều bệnh nhân, bác có thể cho biết được cái hiệu quả sản phẩm này như thế nào ạ? Chúng ta biết rằng là bệnh này rất là nhiều người mắc và cái hiệu quả của nó thì đã được rất là nhiều người công nhận. Thì cụ thể các bác sĩ chúng tôi đã nhận thấy ở cái điểm như thế nào. Thứ nhất là sau khi bệnh nhân dùng sản phẩm này thì cái mồ hôi nó tiết ra ít hơn hẳn. Cái thứ hai nữa là khi mà bệnh nhân dùng xong thì khi đã dùng rồi thì cái mùi mà nó không bị nặng mùi nữa và sản phẩm nó không có mùi gì, không có cả màu nữa, cho nên là kể cả các bạn có thể mặc riêng áo sơ mi màu trắng vẫn không ảnh hưởng gì. Và đồng thời thì khách hàng và những bệnh nhân chúng tôi rất yên tâm ở chỗ làm sao bệnh nhân có thể dùng thoải mái, bởi vì cái sản phẩm này nó đã được hoàn toàn là được sản xuất theo cái tiêu chuẩn về mỹ phẩm, nên anh có thể dùng đây dùng hàng ngày được. Tức là anh dùng lâu nó không ảnh hưởng, và nó lại dùng được cho cả những cái đối tượng là những người mà trẻ tuổi mới dậy thì, cả những người phụ nữ có thai, bởi vì là đây là sản phẩm hoàn toàn từ thiên nhiên, cho nên nó rất an toàn cho người sử dụng. Đấy là những cái mà làm cho chúng tôi là các bác sĩ cũng rất yên tâm khi mà kê đơn, không phải lo lắng gì cả cái hậu quả, bởi vì chúng tôi rất là lo bệnh nhân sử dụng nhiều, mình không có cái thời gian để mà quản lý được thì nó xảy ra cái gì thì mình làm nào. Thế thì đây là những cái tác dụng rất lớn, ưu điểm của cái Aqua Zelin mà chúng ta thấy rằng là có thể thoải mái dùng và bạn có thể tư vấn nói được cho bạn bè mình một cái vô tư không lo gì cả. Dạ thưa bác Hưng, vậy thì cái sản phẩm Aqua Zelin đến từ châu Âu này đó, nó có một cái yếu tố đạt chuẩn thế nào, nó hội tụ những tiêu chuẩn thế nào mà nó chữa trị và ngăn ngừa được cái bệnh mà khó nói nãy giờ mình đang chia sẻ đó? Để điều trị một cái bệnh này có hiệu quả thì chúng ta cần phải xác định 3 tiêu chí để chúng ta chọn sản phẩm. Thứ nhất, đó là sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đã được thử nghiệm lâm sàng và được cho phép của Bộ Y tế Việt Nam. Thứ hai là sản phẩm có vừa tác dụng ngăn ngừa mồ hôi, giảm tiết mồ hôi. Và thứ ba, sản phẩm này là sản phẩm không có màu, không mùi, không có cồn và không gây một kích ứng da. Ba tiêu chí đó để chúng ta có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất. Tại sao Aqua Zelin lại có hiệu quả? Thứ nhất, đây là sản phẩm chủ yếu tiếp xuất từ thiên nhiên. Nó có ba cái thành phần chủ yếu. Một là bột nhôm, nó thấm sâu vào nang lông và các tuyến mồ hôi để hạn chế bài tiết mồ hôi. Như vậy là sẽ ức chế được bài tiết mồ hôi, nó làm hạn chế được cái bệnh, cái mùi này. Thứ hai nữa là một cái chất, một tinh chất tiết xuất từ hoa cúc là bisabolol, rất tốt, nó tác dụng ngăn cửa vi khuẩn phát triển. Và thứ ba là nó có vitamin B5, là cái sản phẩm rất tốt để cho da và các tuyến của da, cũng như làm dưỡng ẩm cho da. Như vậy cấu thành ba cái thành phần đó, nó làm nên cái hiệu quả rất tốt của Aqua Zelin. Hơn nữa, Aqua Zelin là sản phẩm đã được thử nghiệm lâm sàng và được châu Âu cho phép lưu hành ở châu Âu. Và về Việt Nam thì được giấy phép của Bộ Y tế cho phép lưu hành ở Việt Nam. Cho nên sản phẩm chính hãng. Hơn nữa, cái Aqua Zelin này có 4 cái yếu tố quan trọng về mặt sử dụng. Thứ nhất là không có màu. Thứ hai là không mùi. Thứ ba không có cồn. Và thứ tư là không gây kích ứng. Chính vì vậy cho nên đó là những ưu điểm nổi trội của Aqua Zelin trong cái điều trị cái bệnh rất tế nhị này. Dạ thưa bác sĩ, thì những bà mẹ sinh con rồi như em thì có thể sử dụng được sản phẩm này, còn những bà mẹ mà đang có thai cho con bú thì có sử dụng được sản phẩm này không ạ thưa bác sĩ? Chúng ta có thể dùng được sản phẩm Aqua Zelin này, bởi vì sao? Bởi vì là cái sản phẩm này nó có 4 tác dụng như giáo sư Hưng vừa nói, nhưng đồng thời là chúng ta cũng biết tất cả cái tác dụng. Thứ nhất là cái tác dụng của nó chỉ tạo cái lớp màng bọc ở bên trên, nó kết hợp cùng với cái lớp bìa bì để nó ngăn giảm tiết mồ hôi, và đồng thời nó cũng ức chế cái vi khuẩn gây bệnh, và nó tác dụng ở trên cái vùng da chứ nó không tác dụng vào trong mạch máu, cũng không tác dụng vào tuyến sữa. Nó không ảnh hưởng đến đường toàn thân, cho nên chúng ta không có lo gì cả. Chúng ta muốn tìm một sản phẩm nào an toàn hay không, chúng ta xem cái cơ chế của nó. Nó không tác dụng gì đến toàn thân, nó không tác dụng gì đến các đường huyết các thứ, thì chúng ta cứ yên tâm, chúng ta vẫn cứ vô tư có thể dùng được. Cảm ơn bác Nho. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với những câu hỏi trực tiếp từ khán giả gửi về cho chương trình. Thưa bác sĩ, cháu năm nay 21 tuổi, hiện đang là sinh viên. Cơ thể cháu ra rất nhiều mồ hôi, nhất là mùa hè, vùng dưới cánh tay của cháu lúc nào cũng ướt đẫm. Đối diện với những ánh mắt và sự bàn tán của nhiều người khiến cháu buồn và mặc cảm lắm. Cháu cũng đã dùng rất nhiều loại lăn nách nhưng không đỡ mà còn bị vàng hết áo nữa. Mong bác sĩ chỉ cho cháu cách chữa bệnh ra nhiều mồ hôi ạ. Thanh Tùng đến từ thành phố Hồ Chí Minh.
Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chương trình. Chúng ta có thể tìm ra một cái sản phẩm. Sản phẩm này nó gọi là sản phẩm Aquazoline. Tại sao mà bạn có thể dùng được? Thứ nhất là sản phẩm này là nó có thể bôi hàng ngày và bạn có thể bôi vào buổi tối. Sau khi tắm xong bạn bôi thì cái thời gian này cái sản phẩm nó có thể ngấm rất đều và nó thẩm thấu sâu vào trong da để nó có thể ngăn ngừa mùi. Nếu như bạn nhiều mồ hôi thì chúng ta sẽ dùng một cái sản phẩm mà nó dành cho những người da mồ hôi nhiều. Và nếu như bạn là phụ nữ thì có sản phẩm riêng dành cho phụ nữ. Và nếu như bạn nam giới thì nó cũng có sản phẩm riêng dành cho nam giới. Thì bạn hãy yên tâm là tất cả những sản phẩm này bạn dùng theo đúng cách thì bạn có thể là không những là ngày hôm sau bạn không bị cái mùi đấy mà có thể được 2-3 ngày sau bạn vẫn chưa phải dùng tiếp. Dạ chào bác Nho. Chồng tôi năm nay 39 tuổi là kỹ sư, hay phải đi công trình, mồ hôi nách ở nấy lúc nào cũng vã ra như là tắm, ngay cả đang lúc mùa đông lạnh nhất cũng ra mồ hôi nữa. Nhất là hôm nay thay đổi thời tiết thì thấy anh khổ sở vì mặc áo ướt đẫm hết. Tôi đã dùng nhiều cách như là dùng phèn chua, không ăn thua gì hết á. Cách đây một năm chồng tôi có đi cắt hạch thần kinh giao cảm nhưng chỉ đỡ một vài tháng thôi, sau mồ hôi lại ra không kiểm soát được. Xin hỏi bác sĩ có cách nào làm giảm mồ hôi nách hiệu quả với những người bị đổ mồ hôi nặng như chồng tôi không ạ? Tôi vừa mới nói với bạn, tức là trong cái sản phẩm Aquazoline là nó có sản phẩm mà nó dành cho những cái người mà da mồ hôi rất nhiều. Thế thì chúng ta sẽ dùng cho sản phẩm đã dành cho nam giới mà lại da mồ hôi nhiều. Tại sao thì nó có tác dụng ở trong trường hợp này? Tức là nó sẽ kết hợp với một cái chất ở trên da để ngăn ngừa giảm bớt tiết mồ hôi ra. Ngoài ra thì nó lại có một cái tác dụng nữa, tức là nó làm ngăn ngừa bớt những cái vi khuẩn ở đấy. Thì khi mà chúng ta bôi cái sản phẩm Aquazoline này vào, bạn sẽ thấy rằng vùng da của mình nó sẽ khô thoáng nhưng nó vẫn mềm mại và sẽ không bị những cái tác dụng phụ. Aquazoline hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Với nhiều thành phần có nguồn gốc tự nhiên, các nhà khoa học châu Âu đã cho ra đời bộ sản phẩm làm nách không mùi, giúp giảm tiết mồ hôi và khử mồ hôi nách Aquazoline. Gồm 3 sản phẩm dùng cho người bị hôi nách và ra mồ hôi nách từ ít đến nhiều. Hiệu quả nhận thấy ngay từ lần đầu sử dụng kéo dài đến vài ngày, kể cả khi không hài lòng với lá khử mùi thông thường khác. Mang lại sự tự tin thông loạn ố vàng nách áo, thâm nách. Aquaceline, chuyên gia giảm tiết mồ hôi và khử mồ hôi vùng nách đến từ châu Âu. Aquaceline, giảm mồ hôi, khử mùi hôi. Cùng với thời gian, sự suy giảm nội tiết estrogen và quá trình lão hóa luôn là kẻ thù của phụ nữ. Thực phẩm chức năng Kiều Xuân chứa estrogen 100 giúp bổ sung tỷ nội tiết tối nữ, kết hợp với các chất chống oxy hóa từ tự nhiên, giúp chị em phụ nữ chống lão hóa và làm chậm quá trình tảm dục nữ, hỗ trợ làm trắng da, giảm vết nám da, sạm da, tàn nhang. Kiều Xuân giúp phụ nữ trẻ đẹp hơn, khỏe mạnh hơn và hấp dẫn hơn. Sản phẩm không phải là thuốc, không dùng thay thế thuốc chữa bệnh. Câu hỏi của chương trình tuần này như sau: nên chọn lan nách không mùi, không màu, không chứa cồn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép lưu hành để điều trị hôi nách và tránh gây khô ráp, mẩn ngứa trên da đúng hay sai? Các bạn nhanh tay soạn tin theo cú pháp SK gạch dưới đúng hoặc sai và gửi tới số hotline của chương trình 0898616001. Sẽ có một phần quà trị giá 300.000 đồng từ công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia dành cho vị khán giả trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của chương trình. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 0384285XX đã gửi câu trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của chương trình tuần trước tới tổng đài. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số điện thoại hotline 0898616001 để nhận được những phần quà hấp dẫn. Hôm nay thì bạn Vân đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc điều trị gọi là cái bệnh nhạy cảm đúng không? Dạ. Bạn thấy sao? Dạ, em rất là vui khi được nghe bác sĩ Hưng, bác sĩ Nho chia sẻ và em rất là tự tin khi được dùng sản phẩm khi ra đường ạ. Rồi, chúc mừng em nha. Dạ. Như vậy là chúng ta cũng đã an tâm rồi, bởi vì hôm nay chương trình đã đưa ra một cái sản phẩm có thể tư vấn quý vị và các bạn, những người bị cái bệnh nhạy cảm này chúng ta tự tin hơn khi mà đi giao tiếp. Và chắc chắn cái sự tự tin đó sẽ tạo nên thành công trong cuộc sống nha. Ngay bây giờ thì quý vị cũng có thể liên lạc với chúng tôi sau khi chương trình kết thúc để được tư vấn miễn phí. Số điện thoại rất là quen thuộc 1900 1259, hoặc là quý vị cũng có thể theo số điện thoại theo giờ hành chính đó 0896509509 quý vị nha. Một lần nữa cảm ơn nhãn hàng Aquaceline, chuyên gia ngăn tiết mồ hôi và khử mùi vùng nách đến từ châu Âu của công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia tài trợ thực hiện chương trình. Lần nữa thì cảm ơn phó giáo sư bác sĩ Hưng cùng với bác sĩ Nho đã đến chia sẻ với tôi những cái thông tin, những cái kinh nghiệm rất là tuyệt vời. Chúc cho bạn Vân sẽ có nhiều tự tin khi mình ra đường nha, sẽ làm mau hết bệnh nhạy cảm này luôn. Một lần nữa cảm ơn quý vị, chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại chương trình Sống Khỏe Sống Đẹp. Còn bây giờ thì chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt. Xin chào quý vị. Sử dụng lăn nách để đối mặt với vấn đề hôi nách là sự lựa chọn tiện dụng nhất hiện nay. Nhưng chọn loại lăn khử mùi nào để có thể giúp thoải mái, tự tin hơn trong giao tiếp, hơn hết là đạt được hiệu quả cao, là băn khoăn của hầu hết những người mắc chứng viêm cánh.
Những loại lăn khử mùi thông thường chỉ dùng mùi hương để che đi mùi hôi, chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn, thậm chí còn sinh ra mùi hôi mới khó chịu hơn gấp nhiều lần khi hương thơm của lăn khử mùi kết hợp với mùi viêm cánh. Vì vậy, khi lựa chọn lăn nách khử mùi phải chú trọng vào tiêu chí ngăn tiết mồ hôi vùng nách, nên chọn loại không mùi, không màu và không chứa cồn gây khô ráp, mẩn ngứa trên da. Đồng thời phải có thành phần tự nhiên, khử mùi hôi, không để lại vết ố trên nách áo. Từ khi sử dụng sản phẩm lăn nách xuất xứ từ châu Âu Aquaceline, sản phẩm không mùi, không có chất cồn, tôi cảm thấy rất là ưng ý. Mồ hôi được ngăn tiết hiệu quả và duy trì trong một thời gian dài. Tôi không còn ngửi thấy mùi khó chịu trên cơ thể và các ố vàng trên vách áo, nên tôi hoàn toàn cảm thấy rất là tự tin khi ra ngoài đường. Sản phẩm có thể dùng cho cả nam và nữ, nên hoàn toàn có thể tiện dụng cho cả gia đình. Sản phẩm lăn khử mùi có tác dụng kép là sản phẩm vừa khử mùi hôi và ngăn tiết mồ hôi hiệu quả cho cả nam và nữ. Cho người da nhiều mồ hôi hoặc vừa, có thành phần thảo dược không mùi, không chứa cồn, không màu nên không gây thấm nách, không để lại vết ố vàng trên nách áo, đem lại hiệu quả kéo dài đến tận vài ngày, đem lại sự tự tin thoải mái cho người sử dụng.